Trời ơi, anh buông em ra. Anh buông em ra mà. Không. Nuốt ngược vào tim nỗi đau hận sâu. Gì mày vắng như chùa Bà Đanh vậy? Khách đâu hết trơn rồi? Dạ bữa nay có bao nhiêu đó khách thôi chị. Tụi bay đó nha, không có biết chiều khách vậy đó. Bởi vậy khách mới bỏ đi hết. Ngày nào cũng ế ẩm như vậy đó, lấy tiền đâu trả lương cho tụi bay. Tụi bay đúng là lũ ăn hại à. Dạ em xin lỗi bà chủ, tụi em sẽ tìm cách à. Lo đi làm đi. Dạ. Dạ thưa chị. Gì đây? Dạ em muốn xin chị cho em tạm ứng lương. Lương gì mà ứng? Tháng này em hát có 3 suất à. Em biết. Ý em là xin chị cho em tạm ứng lương trước. Em đang cần tiền để lo cho con gái. Làm cái gì mà hổm rài cái đòi xin ứng lương trước hoài vậy? Cái phòng trà này làm ăn lụng bại cũng do cái mặt hãm tài của mấy người á. Nói từ đầu rồi, ráng mà tiếp khách để lấy tiền bo. Ngồi nói chuyện với khách á mà như khúc củi vậy. Khách làm gì cũng không cho, rồi ai muốn vô đây nữa? Dạ em vẫn nói chuyện tươi cười với khách mà chị. Với lại chuyện không gần gũi với khách ngay từ đầu em đã nói với chị rồi mà. Chị biết, chị cũng tôn trọng thỏa thuận với em. Thậm chí dù biết em từng đâm bầu xô mà chị vẫn nhận. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, khi em còn trẻ, còn đẹp, còn hát hay, còn sáng sủa. Bây giờ em thử coi, nhìn lại mình đi. Em có tuổi rồi, có con sắp ngồi xuôi rồi, chứ đâu phải mà còn 18 đôi mươi đâu mà gìn với giữ. Hát thì không ai nghe, có khách chịu mời á may mắn lắm rồi. Em mới cứ treo vàng treo ngọc như vậy á là khách bực mình lắm á, biết không? Em không biết thưa chị. Mà nghe nói á, ông Lân á gần đây thích em lắm đúng không? Dạ. Ông ta là khách ruột, khách mối của phòng trà này đó. Ủa, mà sao bữa nay không thấy ông ta tới đây vậy? Nè, có phải em làm gì ông phiền lòng đúng không? Dạ, không phải đâu bà chủ. Lệ Hằng không có làm phiền ông Lân đâu. Tại lúc này vô mùa xây dựng nên ổng bận biểu, thường tới trễ. Bà chủ, mới nhắc ổng tới rồi kìa. Hằng à, em là ca sĩ lâu năm của phòng trà nên chị ít nhiều gì cũng ưu ái cho em, nhưng em cũng phải biết điều với chị một chút chứ. Em biết chị thương em. Biết vậy á thì ráng mà ngọt ngào kéo khách cho chị biết không? Không thì á, cho dù có thông cảm cho hoàn cảnh của em bao nhiêu á, chị cũng không giúp cho em hoài được đâu, biết không? Dạ em biết mà. Chị Hằng, có ông Lân gì đó muốn gặp chị. Đi đi, đứng đó nhìn tôi làm gì. Nè, ông Lân á, ổng giàu có rộng rãi lắm á, khéo léo mà chiều ổng nghe chưa. Đêm nay em sẽ có tiền nhiều hơn phần lương mà em ứng á, biết không? Còn chưa chịu đi nữa. Đi đi. Nhớ đó nghe, chiều ổng cho đàng hoàng nghe không cưng. Đi đi cưng. Bà chủ nói đúng đó chị. Đã bước vô đường này rồi á
thì ráng chiều ông ta một chút, đâu có mất mát gì đâu. Chị Hằng mà làm mất lòng ổng, chẳng những không được gì mà nói không chừng còn bị mất việc nữa. Thời buổi này xin việc không có dễ đâu, nhất là vào cái tuổi lỡ thì như chị vậy đó. Thôi em làm việc tiếp đây. Chào anh. Anh gọi em. Mời em ngồi. Dạ xin mời. Em mời anh. Mời em. Bữa nay em thấy anh vui lắm. Anh vừa trúng đậm một công trạng rất lớn, làm sao không vui cho được em. Chúc mừng anh nha. Mời em. Em nhắc mới nhớ, từ cái bữa mà gặp em về, anh hơn liên tục. Nói cho anh nghe, em tuổi gì vậy? Dạ, em tuổi mèo. Tuổi mèo? Mèo là con mèo đúng không? Vậy là phải rồi. Dạ. Anh á, anh là tuổi hợi. Em tuổi mèo. Hợi, mèo, mùi, tam hợp. Ba con này hợp lại là làm ăn phất. Anh thưởng cho con mèo của anh. Thưởng cho em. Em cứ nhận đi, đừng có ngại. Em đó, hợp với anh mà. Em cảm ơn anh. Anh không cần em cảm ơn đâu, nhưng mà chỉ em cho anh hưởng một chút dịu dàng của em là được rồi. Lệ Hằng, em có biết không, giờ anh chết 10 năm nay rồi. Anh chỉ có hai đứa con trai thôi, mà đứa nào lấy vợ cũng ra ở riêng hết á. Nên bây giờ căn nhà rộng thênh thang mà có một mình anh ở à, quạnh quẻ cô đơn lắm em ơi. Dạ. Hằng à, từ lâu anh mơ ước có một người con gái tâm đầu ý hợp để cùng bầu bạn lúc xế chiều. Nhưng mà anh tìm hoài không thấy, cho tới khi anh gặp được em. Hằng à, em có biết là vừa nhìn thấy em là tim anh đã đập liên hồi rồi Hằng à. Không tin đâu, em cứ đặt tay lên ngực anh đi. Cho anh cơ hội được chăm sóc em nha Hằng. Em cảm ơn anh đã thương em. Nhưng chuyện này đột ngột quá, em chưa kịp suy nghĩ. Hay là mình tạm thời làm bạn đi anh ha. Nhưng mà anh nhớ em lắm. Hằng à, tuần tới anh đi cấp. Hay là em đi với anh nha. Em yên tâm đi, anh không để em thiệt thòi đâu. Sẽ không bao giờ tới phòng trà này nữa đâu. Biết vậy á thì ráng mà ngọt ngào kéo khách cho chị biết không? Không thì á, cho dù có thông cảm cho hoàn cảnh của em bao nhiêu á, chị cũng không giúp cho em hoài được đâu. Thôi được rồi, nếu mà em không thích anh nữa thì thôi. Vậy anh về không làm phiền em nữa. Anh đừng về, em đồng ý. Cảm ơn em.
anh uống ly của em đi cho tình cảm. Chứ. Sao nhìn em, anh thấy em lạnh lùng quá. Suốt quãng đường từ Sài Gòn ra Cấp, em cứ trầm tư, em không cười nói với anh câu nào vậy em? Không phải là em lạnh lùng, chắc tại vì đường xa quá cho nên em bị mệt lắm mà. Vậy bây giờ em hết mệt chưa? Em hết rồi. Vậy thì hôn anh đi, coi như là em bày tỏ chút thành ý cho anh tin. Em đừng quên là anh đã cho em số tiền khá lớn đó nha. Giang, Giang đi Cấp với anh Lân có vui không? Ông ta làm sao, có hào phóng với chị chút nào không? Em nói gì vậy? Chị ơi, khai thiệt cho rồi, giấu làm gì? Anh Lân á, anh đã kể cho mọi người đây nghe hết rồi. Em nói cái gì? Anh Lân đã kể tất cả mọi chuyện cho mọi người trong đây nghe hết rồi hả? Dạ phải, anh kể hết trơn rồi, từ bà chủ cho tới tiếp viên, ai cũng biết hết á chị. Anh Lân đã chinh phục được trái tim của chị. Hôm đó hai người đi Cấp vui vẻ, lãng mạn lắm phải không? Chị không ngờ anh Lân lại có thể kể chuyện này cho mọi người nghe chứ. Thì có sao đâu chị, đâu có ai cười hay chê trách gì chị đâu. Ai cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị mà. Với lại anh Lân cũng tốt, rất tốt nữa là khác. Ảnh nói á là anh thương chị thiệt lòng. Ảnh còn nói á, chị mà gật đầu là ảnh cưới chị làm vợ liền đó. Mới đi chơi có một lần mà cưới hỏi gì hả em? Em thấy được đó chị. Thời buổi khó khăn này, có một chỗ cho mình nương tựa là may mắn đúng lắm rồi á. Chị cũng đâu còn trẻ nữa đâu, cơ hội tới mà không biết nắm bắt á, để qua rồi á là hối hận đó nha. Giờ này em còn chưa ngủ nữa, khuya rồi đó. Em nhiều lo lắng quá, em ngủ không được đó chị. Em lo chuyện gì? Nếu là chuyện tiền bạc á thì bây giờ em không phải bận tâm quá đâu. Chị đã nghĩ ra cách để giúp em rồi. Chị tính làm gì? Em ngồi đi. Hằng à, chị đã quyết định rồi, là đầu tháng này chị sẽ đi bán trái cây để kiếm thêm tiền phụ em. Chị không cần phải làm vậy đâu chị. Gia đình ba người, con Trinh nó còn đi học, chi phí đắt đỏ, một mình em lo làm sao xuể. Mà chị cứ ăn không ngồi rồi hoài, coi sao được. Chị giúp em trông coi nhà cửa, nuôi dạy con Trinh như vậy là quá đủ lắm rồi. Em không trả tiền cho chị thì thôi, lý nào lại bắt chị phải lo về chi phí. Em nói như vậy không sợ chị giận sao? Em biết không, chị đã hứa với cô là sẽ chăm sóc cho mẹ con em như người thân rồi. Nếu mà em coi chị là chị
thì em phải cho chị phụ một tay chứ. Chuyện lo lắng của em ở đây không phải là chuyện tiền nông trang trải. Vậy chuyện gì khiến em lo lắng tới không ngủ được? Em sợ mất con Trinh chị à? Tưởng gì, sao em lại sợ mất con Trinh? Em thương con Trinh quá nên giờ em phát cuồng rồi hả? Nguyễn Phùng đã tới gặp em. Cái gì? Thằng Phùng nó dám tới tìm em hả? Ừ. Nhưng sao nó biết em ở đó mà tới? Em cũng không biết nữa. Tối qua anh ta có tới tìm em. Dạ. Chị ơi, có một người khách muốn gặp chị. Vậy hả? Đợi chị một chút nha. Chị đó nha, ngày càng đẹp ra. Nhìn chị mà tụi em ngưỡng mộ vô cùng. Ước gì em cũng hát hay và đẹp như chị vậy. Hồng nhan bạc phận em à. Ước như chị chỉ thêm khổ. Khổ á, mà có nhiều đàn ông theo như chị vậy á, em cũng cầu à. À, người khách kiếm chị ngồi ở đâu vậy em? Dạ, là cái ông mặc áo xanh á, ngồi ở bàn đó đó chị. Nhìn ổng phong độ, bảnh bao, chắc không có nghèo đâu. Chị ráng lấy lòng ổng nha. Chị biết rồi, thêm làm gì thì làm đi, chị tự ra. Dạ. Được chứ? Ủa chị Hằng, chị đi đâu vậy? Em à, em ra ngoài nói với người khách đó là hôm nay chị không đi làm nha. Ủa sao phải nói vậy? Em cứ nói vậy giùm chị đi. Chị cảm ơn em. Dạ không có gì. Sao ra dễ bí hiểm vậy? Chắc là biết chiêu xài với đàn ông đây. Vậy là em trốn ngã sao phòng trà rồi về luôn hả? Dạ. Em trốn ngã sao về. Tối nay em không dám đến phòng trà luôn. Em lo quá. Chị, có khi nào Nguyễn Phùng tới để bắt con Trinh không chị? Nó mà dám. Nó mà dám đụng đến con Trinh hả? Chị giết nó liền. Cái thứ cha vô trách nhiệm đó. Thằng đó ai cho lại gần mặt mà đòi nhận như đòi nhìn. Thôi em đừng có lo quá làm gì. Con Trinh nó lớn rồi, nó biết đúng sai phải trái. Cái thứ cha bạc bẽo đó, nó không có thèm đâu. Em không sợ con Trinh theo ba nó mà bỏ em. Em chỉ lo nó biết sự thật rồi buồn thôi. Chị cũng biết từ đó giờ, trong suy nghĩ của con Trinh, ba của nó là người đàn ông cao thượng, đàng hoàng. Nó ngưỡng mộ và kính trọng ba nó lắm. Lỡ nó biết được có một người cha sở khanh bạc bẽo đã từng ruồng bỏ mẹ con nó, nó nghĩ sao hả chị? Trời ơi, nó biết thì đã sao. Nó sẽ càng thương em hơn. Em đã hy sinh tất cả cho nó rồi, còn cái gì nữa? Chị nghĩ cũng tới lúc con Trinh nó phải biết sự thật. Con nó đang hạnh phúc, em không nỡ đành lòng phá tan đi. Chị thương em, chị đừng có cho nó biết chuyện này. Bất quá thì em dọn nhà đi nơi khác ở. Cái gì? Em lại tính dọn nhà đi nữa hả? Chị xin em, em thương con á thì cũng phải thương vừa phải thôi. Mười mấy năm trước, nếu em không phải vì cái vụ thằng Liêm đốn mạc đó mà em bỏ trốn, thì bây giờ em cũng là ca sĩ tên tuổi như người ta rồi. Chuyện qua rồi, chị đừng nhắc lại nữa. Giờ chị mau giúp em tính cách tránh mặt ảnh đi. Bây giờ ảnh biết em làm ở phòng trà rồi, chắc chắn ngày nào ảnh cũng sẽ tới tìm em cho coi. Nếu mà không muốn gặp á, thì chỉ có một cách là em đừng làm ở đó nữa thôi.
em cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng không đi làm ở đó, em lấy tiền đâu mà nuôi con Trinh hả chị? Chị đã nói chuyện đó để chị lo mà. Một gánh trái cây, một chỗ ngồi ở chợ là đâu vô đó hết. Em tạm thời lánh mặt nó đi. Cứ tưởng ngon ăn, ai ngờ đúng là nghề nào cũng có cái khó của nó. Chị Sen nè, chị Nhắm có ổn không? Cứ cái đà này hoài em nghĩ chị hết vốn quá. Bán 7 ngày, ế đủ 7 ngày. Chị nghi là chị không có gian bán rồi. Chị thiệt đúng là vô dụng mà. Muốn giúp em á mà cuối cùng thành đã phá tiền. Chị xin lỗi em nha. Chỗ chị em với nhau, chị có cách sáo làm gì? Tiền của em cũng như là tiền của chị, lỗ hết thì thôi. Có điều số tiền đó em để dành ít bữa về dỗ má, còn dư chút đỉnh thì cho tía. Rồi còn tiền ăn, tiền sống cho cả nhà trong thời gian tới, em cũng biết xoay sở như thế nào nữa. Hằng, chị còn một ít dành dụm đó giờ, hay là em... Đâu có được, đây là tiền phòng thân của chị mà, có chết em cũng không nhận đâu. Chị à, thôi, chị cất vô đi. Đã nói chị em á thì không có được khách sáo, em cứ cầm lấy đi, khi nào có thì em trả cho chị. Nhưng mà xài hết rồi thì sao hả chị? Chị à, chắc là em phải quay lại phòng trà thôi. Bộ em không sợ gặp mặt thằng Phùng hả? Sợ thì sợ, nhưng em hết cách rồi, đành phải đối mặt thôi. Lần này em không yếu đuối nữa đâu. Hẳn ta mà dám đụng tới con Trinh, có chết em cũng liều. Má ơi má. Má. Con Trinh nó về rồi chị. Để chị. Trinh, má. Sao bữa nay về trễ vậy hả con? Về hả? Tới nhà là mai rồi, con còn tưởng con chết luôn ngoài đường rồi. Bộ có chuyện gì hả con? Không lẽ ông Phùng... Phùng cái gì mà Phùng? Xe bị xúc sên thì chịu khó gắn lại, chứ có cái gì đâu mà ghê gớm. Sao không ghê gớm? Từ trường về nhà có mấy cây số à, mà xúc sên cả chục lần, ai mà chịu cho nổi. Nè, má coi tay của con nè, đó nhớ không rồi nè, tay con trầy luôn rồi nè, nè cái áo dài của con nè dính vô rồi, sao đi học được nữa. Thôi ngồi đi con gái ngoan, ngồi đi nha. Tội nghiệp con gái của má. Trinh à, thôi con ráng một thời gian nữa đi ha, qua đám giỗ bà ngoại thư thả rồi má mua xe mới cho con nha. Còn lâu lắm mới tới đám giỗ của bà ngoại, má biểu con chờ chắc con chết luôn quá. Con đừng có làm áp lực với má con quá, bây giờ mình nghèo thì mình phải chịu. Chị nói gì vậy? Tiết kiệm thì cũng tốt, nhưng mà nhà mình đâu tới nỗi nào mà chị than nghèo cho nó lo. Trinh, không có sao đâu, để má tính cho nha. Nè, con gái của má ngoan, bây giờ ra sao, rửa tay, thay đồ, rồi lát nữa má hâm đồ ăn cho con nha. Dạ. Em ra sao? Không có canh hả má? Bữa nay không có canh, chỉ có vậy thôi con. Vậy thôi hả? Không còn món nào khác nữa hả má? Thì có cá chiên nè, có dưa leo cà chua, con ăn đỡ nha. Để ngày mai má nấu canh súp cho con ăn.
Con đã nói với má bao nhiêu lần rồi là con không thích ăn cá chiên. Đi học về mệt gần chết, không có thịt, cô không có canh nữa, sao mà ăn nổi. Còn không có ăn nữa đâu. Cơm với cá chiên có dưa leo, cà chua mà nó còn than không ăn nổi, lại còn dám dằn mâm sáng chén nữa chứ. Con Trinh nó càng lúc càng hư mà. Em phải la nó một trận đó. Chắc nó mệt, nó ăn không nổi thôi. Còn nó bực mình nói vài tiếng cũng bình thường mà chị. Nó dằn mâm sáng chén trước mặt như vậy mà cũng bình thường được hả? Em binh con thì cũng phải vừa phải thôi chứ. Lỗi cũng tại em. Con tô canh mà cũng không mua nổi cho con nè, để nó phải bỏ cơm. Tối nay nó đói, làm sao mà nó ngủ được chị? Nó không ngủ được thì kệ nó. Nó lớn rồi, tối nó đói nó cũng mò xuống mà ăn thôi. Em lo cái gì? Vậy em chạy ra ngoài mua hủ tiếu cho nó. Trời ơi, tức tức quá đi mà. Lê Hằng à, từ cái bữa đi cấp về á, anh có tới phòng trà kiếm em mấy lần, nhưng mà mọi người nói là em đã nghỉ làm. Anh cứ tưởng là em cố tình tránh mặt anh. Em làm sao dám tránh mặt anh? Chẳng qua em đã nghỉ làm ở phòng trà đó rồi. Nghỉ làm? Tại sao vậy? Dạ, tại vì tuy chưa hết tháng, nhưng mà tôi cũng trả đủ cho cô. Chị nói gì vậy? Sao tự nhiên chị phải trả đủ tháng cho em? Bữa nay em tới làm mà. Làm hả? Không phải em được ông chủ Vĩnh Lân lo cho em rồi hả? Nên em không có đi làm nữa đúng không? Dạ không có. Chị à, chị hiểu lầm rồi. Em đâu có được ai bao đâu. Em chỉ xin chị nghỉ một tuần, sau đó em trở lại làm bình thường mà. Vậy mà chị tưởng em nghỉ luôn rồi chứ, nên chị tuyển người mới rồi. Chị ơi, em nói với chị rồi là em chỉ xin nghỉ một tuần thôi. Chị ơi, chị không nhớ sao? Chắc là tại đầu óc của chị dạo này có vấn đề rồi. Nói trước quên sau, nói sau quên trước. Vậy bây giờ chị nhớ rồi. Chị ơi, chị cho em vô làm lại nha. Chị đã tuyển ca sĩ mới rồi, rồi chị cũng đã ký công tra luôn rồi. Làm sao mà chị đuổi người ta được em? Hằng à, hay là em tìm chỗ khác làm đi nha. Chị trả cho em luôn nửa tháng lương luôn. Ha. Chị, em làm ở đây cũng đã lâu rồi. Bây giờ chị biểu em đi, em biết làm ở đâu bây giờ? Người thông minh á, nói ít hiểu nhiều đi. Tại sao á, người ta không mướn mình nữa thì mình tự biết chứ. Hằng à, chị biết em là người tự trọng, đừng cứ để chị phải nói thẳng ra. Chị không có muốn đâu. Dạ em hiểu rồi. Em không muốn làm chị khó xử nữa. Nè, tiền của em nè, em cầm đi. Dạ, em cảm ơn chị. Em á thì hát ở đây cũng lâu rồi, cho em nghỉ chị cũng xót xa lắm. Nhưng em cũng hiểu rồi đó, chị thương em á thì ai thương chị đây. Em biết, em không trách chị đâu. Thôi em xin phép chị em về. Hằng à, trong lúc em còn chút thanh sắc á, em nên tìm bến đậu cho mình đi ha. Thank you.
Hằng. Dạ. Ủa, em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ tới lời đề nghị của anh hôm trước. Em đã nghĩ xong chưa? Em nghĩ xong rồi. Em bằng lòng. Vậy có phải được không? Nhưng với một điều kiện. Điều kiện? Em đồng ý sống trong căn nhà anh mướn. Nhưng tối em phải về với con gái. Em không muốn con em biết chuyện này. Anh tưởng điều kiện gì? Chứ điều kiện này thì anh bằng lòng. Nếu mà tối em không về với con thì anh cũng phải về với vợ thôi. Với vợ? Ừ? Anh nói là vợ anh chết lâu rồi mà. Thì vợ của anh đã chết lâu rồi. Vậy sao anh nói với em là tối anh phải về với vợ? Thì anh nói anh về đốt nhang cho vợ của anh. Em biết không? Anh chung tình với vợ của anh lắm. Em biết không? Vợ anh chết mười mấy năm rồi. Anh chưa bao giờ để cho bàn thờ của vợ anh nhang tàn khói lạnh. Nhưng mà ban ngày á, anh đi đâu cũng được. Nhưng mà tối anh phải về với vợ. Đó là thói quen của anh. Anh không bỏ được. Thời này còn có người chung tình với vợ như vậy, thiệt là hiếm có. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Hằng à, chừng nào em dọn về sống trong căn nhà anh mướn? Sáng mai. Sáng mai? Dạ. Em muốn anh tạm ứng cho em một số tiền. Thì ra vì cần tiền em mới đồng ý với anh à? Em sẽ làm đúng những gì anh yêu cầu. Anh yên tâm. Nhưng mà anh thích á, em nhõng nhẽo, vô dính tiền anh hơn là mua bán sòng phẳng như vậy. Tạm thời em chưa quen, nhưng em hứa với anh, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Em cảm ơn anh. Hằng à, nếu mà em làm cho anh hài lòng thì không chỉ bao nhiêu đây đâu. Dạ. Được rồi, anh để đó đi. Dạ. Ủa, em lại đi mua xe cho con Trinh nữa đó hả? Chị đem vô nhà giùm em đi. Em ăn uống gì chưa? Chị dọn cơm cho em ăn nha. Chuyện gì vậy? Em có nghe chị kêu không? Tội nghiệp.
nghiệp em. Mới có mấy ngày mà sao trông em tiều tụy quá vậy? Bộ em có chuyện gì hả? Trời ơi, mà sao người của em bầm hết vậy? Em bị té trúng đâu hả Hằng? Vĩnh Lân, nó làm cái gì em? Nó dùng em làm thuốc mua vui cho bạn làm ăn của nó. Nó coi em như món đồ chơi mà thôi. Cái gì? Nó dám? Đúng là khốn nạn mà. Được rồi, để chị đi thưa với nhà chức trách, phải bắt nó. Đừng, không có được đâu chị ơi. Tại sao? Mình không có bằng chứng. Vậy là em đã lỡ ký cho bản công tra của Vĩnh Lân rồi. Công tra? Công tra gì hả em? Hôm nay em giỏi lắm. Đây, anh thưởng cho em nè. Em cầm đi. Em cảm ơn anh. Anh khát nước không? Em pha nước chanh cho anh uống nha. À không, anh không khát nước đâu. Hằng ơi, anh có cái này cho em coi nè. Cái gì vậy anh? Thì em coi đi. Giấy gì vậy anh? Bản công tra mà anh muốn em ký đó mà. Công tra? Mà công tra gì? Tại sao em phải ký? À, thì công tra làm vợ đó mà. Hằng à, nếu em chịu ký vào đây, mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho em một số tiền lớn. Chịu không? Anh kêu em ký. Ừ? Bộ anh không tin em hay sao? Không phải là anh không tin, nhưng mà tại vì em đẹp quá, anh sợ là người khác cướp mất em, cho nên ký cho chắc ăn đó mà nha. Ký đi, chỉ là thủ tục làm tin thôi. Ký đi rồi anh thương hả? Phải làm theo những gì mà Vĩnh Lân muốn. Anh à, câu này em thấy nó kỳ kỳ. Có gì đâu mà kỳ em. Không phải em làm theo như lời anh muốn đó sao? Thì em luôn nghe lời anh mà. Ừ, nếu nghe lời anh thì ký đi. Anh biết rồi. Hay là em còn tư tưởng ai khác ngoài anh? Không có, em không có mà. Em không có đâu. Trời ơi, không có thì ký đi em. Ký đi. Ký đi anh thương nghe. Anh thương, ký đi. Em ngoan lắm. Hắn đã lừa dối em. Và em đã dạy khờ khiến cho bản công tra đó. Nên bây giờ có thưa cũng không được gì đâu chị ơi. Khốn nạn mà. Đúng là lòng người hiểm ác khó lường. Thôi, em đừng có lo nữa. Em ráng ngủ cho khỏe đi nha. Chuyện này để chị lo cho. Có chết thì chị cũng phải lấy lại cái bản công trai vô nhân tính đó. Chị sẽ bắt hắn trả lại tự do cho em. Nếu mà tôi ký được hợp đồng với ông chủ lớn này á, thì tôi đảm bảo với ông
ông nhận Quy Hồng mệt xỉu luôn. Dĩ nhiên rồi, không lẽ chuyện này tôi để ông dạy tôi sao? À, để coi ngày mốt được không ta. Ờ, tôi sẽ đặt tiệc tẩy trần. Chắc chắn là không thể thiếu ông rồi. Sao? Ông nói cái gì? Phải mời cho bằng được ca sĩ Lệ Hằng à? Em khác không được sao? Nè, Lệ Hằng cũng đã đứng tuổi rồi. À, được rồi, tôi hiểu. À, gu của mấy ông là vậy đó hả? Được rồi, ông yên tâm đi. Tôi sẽ không để cho mấy ông mất mặt đâu. Vậy ha, gặp lại sau ha. Rồi. Cái thằng chết tiệt, ăn một lần đã quen hơn. Lệ Hằng là sao? Chị của Lệ Hằng, tôi đến đây gặp ông Đặng. Cô, tôi cắm đầu cắm cổ tôi lại ông. Cô, xin ông hãy buông tha cho em gái tôi. Trời, cô làm cái gì vậy? Cô làm cái gì mà tự nhiên cô quỳ lại tôi vậy? Tôi biết là em gái tôi đã nhận tiền để làm gái bao của ông, nó cũng ký công tra đàng hoàng với ông, nhưng mà tôi lại ông. Xin ông xé bỏ cái công tra đó giùm tôi. Phải đền bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết. Tôi xin ông. Đây nè, đây là toàn bộ số tiền dành dụm của tôi. Ông coi có đủ chưa? Nếu mà ông thấy chưa đủ, tôi sẽ trả từ từ cho ông cũng được. Chỉ mong là ông đừng bắt em tôi phải làm những chuyện như vậy nữa. Tôi xin ông mà. Làm cái gì mà kỳ cục vậy? Cô có biết là chỗ này là chỗ làm việc của tôi không? Lệ Hằng muốn cái gì á thì cổ đích thân đến gặp tôi. Chứ cô tới đây làm cái gì? Em tôi hiện đang bị bệnh, nó nằm ở nhà. Tôi xin ông mở lòng nhân từ, ông tha cho nó đi. Trời ơi, mấy cái chuyện này làm sao mà cô có thể nói chuyện ở đây được? Tôi đâu phải là ác ma hay cầm thú gì đâu mà ép người ta. Còn cái chuyện này là do cổ tự nguyện, hiểu không? Nếu cổ không thích nữa thì thôi. Trời ơi, cô đứng dậy đi. Cô khóc lóc như vậy để người ta bước vô bắt gặp được á là kỳ cục lắm, cô biết không? Nhưng mà ông phải hứa là xé bỏ tờ công tra đó thì tôi mới đứng dậy. Cái cô này. Thôi được rồi, xé bỏ, cô đứng dậy đi. Dạ. Ông ơi, ông đếm đi, còn bao nhiêu đây có đủ chưa? Trời ơi, cô làm ơn cầm hết số tiền này về giùm tôi đi. Tôi không có lấy lại đâu. Tôi cho cô hết đó. Thôi, đi về đi. Tôi cho cô hết. Ông nhân đức quá, tôi cảm ơn ông. Sao cô còn chưa chịu về nữa? Dạ, hồi nãy ông nói là cho tôi lại tờ công tra mà. Mấy cái thứ đó tôi không có để chỗ làm ăn của tôi, cô hiểu không? Thôi, bây giờ cô về đi. Tôi đã nói xé là tôi xé nha. Tôi nói một là một. Thôi cô về đi, tôi không có nói hai lời đâu. Nhưng nghĩ gì nữa, về đi. Nếu cô không về á, tôi đổi ý bây giờ đó nghe. Dạ, tôi về. Tự nhiên động lòng bất tử, nhưng mà lỡ hứa rồi thì phải giữ lời thôi. Ngồi đi. Là em đây. Em tới đây làm gì nữa vậy? Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi mà.
Em có chuyện muốn thưa với anh. Em cứ yên tâm đi. Vĩnh Lân này á, tuy là có nhiều tật xấu thiệt, nhưng mà đã hứa với ai thì á, như là đinh đóng cột. Em không cần phải nhắc lại đâu. Em muốn gặp anh không phải vì chuyện đó. Nếu như mà em còn lo lắng thì anh sẽ xé bỏ hợp đồng này trước mặt em. Em xin anh giữ lại bản hợp đồng này. Em muốn tiếp tục. Tiếp tục? Em vẫn muốn tiếp tục giao dịch này. Nhưng hôm trước thì sao? Chị Sen làm vậy cũng vì thương em, nhưng chị không biết rõ hoàn cảnh của em. Em hiện nay đang rất cần tiền, nên anh có thể cho em mượn trước 5.000. Em sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh. Mọi yêu cầu của anh? Kể cả em bằng lòng tiếp khách của anh à? Dạ. Nè, 5.000 tương đương với 5 tháng lương của em. Được, anh sẽ cho em mượn, nhưng kèm theo một điều kiện. Anh nói đi. Em và người nhà của em không được xuất hiện ở chỗ làm việc của anh. Anh không thích mọi người xì xầm bàn tán đâu. Em hứa. Còn điều thứ hai đó là em phải tiếp khách theo yêu cầu của anh, bất kể ai, bất kể thời gian và bất kể chỗ nào anh muốn. Được chứ? Em chấp nhận. Được. Anh thích thái độ ngoan ngoãn và dứt khoát của em. Một lát anh sẽ đưa tiền cho em. Còn bây giờ thì hôn anh một cái đi. Hơn một tuần nay không gặp em, anh nhớ muốn chết. Có tiến bộ rất đáng khen. Cảm ơn anh. Mời em. Dạ. Mời em. Thương rất nhiều mà. Anh vui ha. Đủ ngon lắm. Anh nghe hát đi. Anh đang nghe đây. Cô đó hát hay đó. Em cứ để anh tự nhiên nha. Anh ăn miếng đi. Mình cạn ly nha. Mời anh. Mời em. Dạ, mời anh. Vậy em có biết hát không? Em mà hát chắc hay lắm ha. Dạ, em cũng biết hát. Hằng ơi. Hằng. Vô đi chị. Vô đi. Ủa, tối rồi em đi đâu mà sửa soạn vậy? Dạ em đi tới phòng trà chị. Em tới phòng trà làm gì? Không phải là em nói bà chủ cho em nghỉ rồi sao? Em tìm được phòng trà khác rồi. Phòng trà nào?
tên gì? Chị hỏi làm gì? Bộ chị tính làm quản lý của em hả? Có phải là em giấu chị chuyện gì không? Chứ hồi đó giờ đi hát em cũng không có ăn mặc kiểu này. Hay là em quay lại với ông Vĩnh Lân rồi vậy? Chị này, chị nói gì vậy? Tự nhiên em quay lại với ông Vĩnh Lân làm gì? Chị nhìn cái thái độ của em á, là chị nghi lắm. Có chuyện gì á thì em kể chị nghe, em không có được giấu. Trời ơi, em giấu chị làm gì chứ? Nè, chị đang nghi hơn Tào Tháo nữa đó. Thôi, trễ giờ rồi, em không nói giận lần với chị nữa. Chị nè, chị cất giùm em nha. Em trễ rồi. Ừ. Em đi làm nha. Em làm tốt lắm, các bạn của anh rất hài lòng vì em. Anh thưởng cho em, em cầm lấy. Cầm đi. Em cảm ơn anh. Mai nè, chủ nhật tuần sau anh cần tiếp hai đối tác rất là quan trọng. Em phải nhớ là phải làm cho thật đẹp và lộng lẫy hơn nữa nha. Dạ, em hiểu rồi. Điều quan trọng ở đây á là anh cần em giúp anh lấy một cái hợp đồng về. Dạ em biết rồi. Nè Vĩnh Lân, tôi nói thiệt với ông nha, làm ăn với ai thì cũng như nhau thôi. Nhưng mà tôi với ông này khoái làm ăn với ông, bởi vì ông lúc nào á cũng có mấy em nhỏ nhắn xinh xinh, rất là dễ thương. Mà đặc biệt là chiều khách hết ý luôn đó nha. Chỉ cần hai anh vui á, tốn bao nhiêu tiền Vĩnh Lân này cũng không tiếc đâu. Thôi bây giờ chúng ta nên đi. Chúc mừng hợp tác hôm nay vui vẻ. Mời. Mời. Dạ. Uống đi. Còn cái vụ khách đặc biệt của ông đâu? À, không phải ông hứa giới thiệu cho tụi này một mối làm ăn ngon hả? À, chắc là cậu ấy gần tới rồi. Anh à, tôi nghe nói là ông khách đó khó tánh lắm đúng không? Khó hơn tụi tôi nhiều. Nếu như mà cái kiểu như vậy tôi e là không đặng rồi. Nè, hai ông yên tâm đi. Tôi đã chọn cho cậu ta một thực đơn rất là đặc biệt. Ô, cậu Thành, mời cậu ngồi. Chào ông. Ngồi đi. Chào anh. Dạ. Dạ. Chào anh. Mời cậu ngồi. Thì ra là Tiến Thành, người nổi tiếng nhất trong ngành xây dựng. Thảo nào ông làm ra vẻ quan trọng như vậy. Tôi bái phục ông luôn đó nha. Tôi cũng chỉ nghe giới thiệu thôi mới biết cậu Tiến Thành này chứ. Bây giờ đang liên, chúc mừng. Tôi cảm ơn mọi người để tiếp đón tôi long trọng như vậy. Nhưng mà tôi không có thói quen ký hợp đồng ở những nơi như vậy đâu. Nếu cần gì, xin mời ngày mai đến văn phòng của tôi. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà xin tiếng hát trong ngày người, bỏ tiền mua phơi, hỏi rằng anh ơi còn yêu. Xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chiếc của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, cùng tin anh nữa không? Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Anh à, sao anh về sớm vậy? Không ở lại chơi với tụi em. Anh muốn gì em cũng chiều hết. Anh Lê Hằng, sao vậy? Lê Hằng, hả? Lê Hằng, Lê Hằng ơi, Lê Hằng, Lê Hằng, Lê Hằng, Lê Hằng, tỉnh lại đi em, Lê Hằng. Cậu Tiến Thành, hân hạnh được gặp cậu, mời cậu ngồi. Mời cậu. Tôi đến để hỏi thăm anh địa chỉ nhà của Lê Hằng. Mới sáng sớm mà cậu qua đây hỏi địa chỉ của Lê Hằng à? Phải. Sáng nay tôi có đến nhà thương để thăm Lê Hằng, nhưng mà cô y tá nói là cô ấy về nhà rồi, nên buộc lòng tôi phải đến đây hỏi thăm anh. Mọi người vẫn đồn Tiến Thành là người nghiêm túc trong công việc, đứng đắn trong chuyện tình cảm, sao mới gặp Lê Hằng có một lần mà đã hồn siêu phách tán rồi. Không lẽ thì ra đàn ông ai cũng giống nhau, khó qua nỗi ai mỹ nhân. Anh Lân, anh nghe tôi hỏi không? Có. Nhưng mà Lê Hằng có tới hai địa chỉ lận. Nhưng mà cậu muốn tìm địa chỉ nào? Tôi vừa nhận thầu xây dựng hai căn biệt thự ở Cầu Bông. Nếu như anh cho tôi biết địa chỉ Lê Hằng ở đâu, tôi sẽ ký công tra để anh cung cấp vật tư cho các công trình này. Cậu ký công tra mà không cần xem bản giá sao? Anh là người uy tín trong giới mà, tôi tin anh. Cậu đúng là người có mắt nhìn người đó. Tôi sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu. Có địa chỉ của Lê Hằng, tôi có thể cho cậu biết được. Nhưng mà trước khi cho thì tôi phải nói cho cậu biết là Lê Hằng do tôi quản lý, cho nên mọi cuộc gặp gỡ với Lê Hằng là do tôi sắp xếp. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Địa chỉ Lê Hằng anh có cho hay là không? Con đã hứa với cô là sẽ chăm sóc cho Lệ Hằng. Con đã nghe lời và cố gắng làm tròn lời ký thác. Nhưng con thấy mình sắp phụ lòng của cô rồi. Sao con lại nói như vậy? Con hết thương cô rồi sao? Con làm sao mà hết thương cô được? Nhưng mà dạo gần đây Lệ Hằng không còn tin con nữa. Không biết là có phải vì con bán trái cây thua lỗ hay không mà em ấy ít nói chuyện với con, nhà cũng không muốn về nữa. Con nói Lệ Hằng không muốn về nhà nữa là sao? Dạ, hồi trước để tránh cái chuyện bị con Trinh nó nghi, nên em Hằng có mượn một cái gác xếp để ở ban ngày, rồi
canh lúc con Trinh ở trường á, thì em Hằng về phụ con cơm nước, giặt giũ. Vậy mà cả tuần nay em ấy bặt tâm biệt tích luôn, trưa cũng không về ăn cơm với con nữa. Cô, có phải là em Hằng ghét con rồi không cô? Làm sao mà nó ghét con được? Không về ăn cơm với con, chắc là nó bận chuyện gì rồi. Nếu mà em bận chuyện gì, sao không nói cho con nghe? Con có phải là người xa lạ đâu. Nói gì thì nói, cô vẫn không tin là Lệ Hằng giận con. Cô nghĩ là Lệ Hằng đang gặp chuyện gì khó nói thôi. Nếu mà em không nói được với con thì chắc là có chuyện hệ trọng rồi. Cô ơi, cô trên trời có linh thiêng, xin cô phù hộ, khiến xui cho em có chuyện gì thì hãy kể cho con nghe. Cứ giấu hoài trong lòng rồi lại sinh bệnh cô ơi. Cô đúng là linh thiêng. Em Hằng về rồi cô. Dạ chào chị. Xin lỗi. Xin lỗi cho tôi hỏi. Cậu là ai? Chị Sen phải không? Em là Thành đây. Chị không nhận ra em sao? Thành hả? Dạ. Là cậu Thành đây rồi mà. Dạ. Trời ơi, Thành, gặp lại cậu tôi mừng quá. Em cũng vậy. Chị ơi, em muốn gặp lại Hằng lắm. Em mời anh. Em cũng ăn đi. Dạ. Anh ăn thử món này đi. Không ngờ ngoài hát hay ra em còn nấu ăn ngon nữa chứ. Chỉ là mấy món dân dã thôi, em thường nấu ở dưới quê á. Lê Hằng à, sao hôm trước á vừa thấy khách của anh mà em lại xỉu vậy? Bộ em quen anh ta à? Dạ không, em không có quen người ta. Không phải là thấy khách của anh mà em xỉu. Tại vì lúc đó em quên ăn cơm chiều, cho nên là em bị đuối sức thôi. Thì ra là vậy. Sáng ra cậu ta có tới nhà thương kiếm em. Bác sĩ nói là em đã về rồi, cho nên là cậu ta có tới nhà anh để xin địa chỉ của em. Rồi anh có được địa chỉ không? Em nói không quen bạn của anh, mà sao vừa nhắc đến cậu ta em lại hốt hoảng vậy? Nhưng mà cuối cùng anh có đưa địa chỉ của em không? Không. Làm gì mà cho địa chỉ? Bộ anh ngu hay sao? Vì em là của anh mà. Mà nè, anh đừng bao giờ cho Tiến Thành biết địa chỉ của em nha. Cũng đừng bao giờ kể chuyện của em cho anh ấy. Cũng đừng đưa địa chỉ của em nữa. Hằng à, anh chưa có nói bạn của anh tên là gì mà sao em biết tên của cô ta vậy? Hay là em có chuyện gì giấu anh phải không? Dạ không có, em đâu có giấu anh chuyện gì đâu. Anh chỉ nói chơi thôi, em làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Thôi ăn đi em. Em á là thiên thần may mắn của anh đó, ăn đi. Cậu cũng thấy rồi đó, năm đó Hằng được hãng băng hẹn tới thu. Ai mà ngờ thằng Thanh Liêm đốn mạc đó lại hại đời con nhỏ chứ. Thì cũng chính vì vết nhơ đâm người đó mà mấy năm trời hai mẹ con nó cứ phải bôn ba rầy đây mai đó để trốn mắt người đời. Ít lâu sau khi Hằng đi thì báo chí cũng đưa tin. Tin đó cũng không sao, giờ cũng rất đơn kiện rồi. Sau này hắn ta còn bị giới ca hát tẩy chay nữa, cũng đáng đời hắn thôi. Chỉ tội cho Hằng phải chịu khổ trăm bề. Lúc đó em cũng đã sẵn sàng
ly dị Thu Trâm để cưới Hằng rồi. Vậy mà ông trời cay nghiệt quá, hết lần này đến lần khác cứ trêu ngươi làm khổ người hiền. Câu hồng nhan bạc phận, xem ra ứng với cuộc đời của Lệ Hằng không sai chút nào. Rồi bao lâu thì chị gặp lại Lệ Hằng? Phải 10 năm sau chị mới gặp lại Lệ Hằng. Trong ngày đám dỗ của cô, tội nghiệp, cả đời nó luôn mơ được gặp lại mẹ một lần, vậy mà chưa kịp nhìn thì cô đã đi rồi. Cuộc đời em ấy sao cứ trung chuyên như vậy? Lần đó chị với thầy phải làm dữ lắm, Lệ Hằng mới chịu cho chị ở cùng để chăm sóc. Sau đó Lệ Hằng đi hát lại, nhưng mà tuổi đã cao, giọng thì không còn như trước, nên chỉ đi hát lót cho người ta thôi. Lương ba cọc 3 đồng, phần lại phải nuôi con gái ăn học, nên cuộc sống của nó chật vật lắm. À, nhắc mới nhớ, con gái của Hằng chắc lớn lắm rồi hả chị? Ừ, con bé đang học cuối cấp, chuẩn bị thi đại học rồi. Có chuyện này cũng khá tế nhị. Em hỏi, nếu có gì không phải, chị bỏ qua cho em nghe. Trời đất, chuyện gì thì em cứ nói đi. Chị em với nhau không à, cái gì mà tế nhị với lại bỏ qua chứ. Hôm qua em gặp Lệ Hằng ở trong nhà hàng. Em thấy em ấy... Em ấy làm sao em? Lệ Hằng chính là cô gái mà Vĩnh Lân muốn tặng qua đêm cho em. Cái gì? Lệ Hằng lại quay lại với Vĩnh Lân nữa hả? Trời ơi, tại sao nó lại dại dột như vậy chứ? Tại sao nó lại quay lại nơi đó? Chị đã hết lời năn nỉ Vĩnh Lân buông tha cho nó rồi mà. Lúc Hằng nhìn ra em, cô ấy ngất xỉu. Rồi sáng nay em tính vào nhà thương thăm thì cô ấy bỏ đi rồi. Chắc là cô ấy không muốn gặp em. Tất cả cũng chỉ vì con nó thôi. Lệ Hằng bị suy tim, chị có biết không? Chị thấy lâu lâu nó cũng kêu mệt, nhưng mà không ngờ là nó bị bệnh tim. Nhưng mà cứ sống kiểu như vậy thì làm sao mà không bệnh được chứ. Dạ, mời anh. Người có thương thương tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe thì thiên hoa nuối đi. Hôm qua em gặp Lệ Hằng ở trong nhà hàng. Em thấy em ấy... Em ấy làm sao em? Lệ Hằng chính là cô gái mà Vĩnh Lân muốn tặng qua đêm cho em. Cái gì? Lệ Hằng lại quay lại với Vĩnh Lân nữa hả? Trời ơi, tại sao nó lại dại dột như vậy chứ? Tại sao nó lại quay lại nơi đó? Chị đã hết lời năn nỉ Vĩnh Lân buông tha cho nó rồi mà. Lúc Hằng nhìn ra em, cô ấy ngất xỉu. Rồi sáng nay em tính vào nhà thương thăm thì cô ấy bỏ đi rồi. Chắc là cô ấy không muốn gặp em. Tất cả cũng chỉ vì con nó thôi. Lệ Hằng bị suy tim, chị có biết không?
chị thấy lâu lâu nó cũng kêu mệt, nhưng mà không ngờ là nó bị bệnh tim. Nhưng mà cứ sống kiểu như vậy thì làm sao mà không bệnh được chứ. Xin mời. Dạ, em mời anh. Mời, cạn đi. Ủa, Hằng, em làm gì vậy? Em muốn đi đâu sao? Em về nhà. Sao lại về nhà? Hôm trước em đã hứa với anh là cho anh chăm sóc em rồi mà. Sao bây giờ lại về nhà? Hôm đó vì bất ngờ và vui mừng khi gặp lại anh nên em đã quá hấp tấp. Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy mình không thể cùng anh sống với nhau được. Hằng à, không lẽ đến bây giờ em vẫn không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Em hiểu. Nếu em đã hiểu, sao em vẫn từ chối anh? Em không tin anh sao? Em nhìn đi, anh đã đem quần áo tới để sống chung với em rồi nè. Để có được em, anh bất chấp hậu quả. Xin đừng vì yêu mà nông nổi và mù quáng. Chúng ta không thể ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân của mình thôi. Anh có nghĩ tới cảm xúc con của chúng ta chưa? Chúng sẽ nghĩ gì khi ba mẹ nó bất chấp đạo lý làm người, phá hoại đi những giá trị cao đẹp mà bấy lâu nay chúng hằng tin tưởng, những điều cao đẹp lễ giáo luân thường mình đã dạy cho con cái, phút chốc sẽ tan biến đi vì hành động nông nổi này. Nhưng tất cả khổ đau của em ngày hôm nay là do anh gây ra. Anh muốn bù đắp cho em. Em xin anh đừng thương hại em, đừng bố thí cho em chút tình thương. Em có lòng tự trọng của em, dù lắm phong trần nhưng em vẫn muốn anh dành cho em chút tôn trọng. Hay để em kính mến anh như ngày xưa, như những ngày ở quê anh thường qua nhà em cho em mượn sách và đã dạy em những bài học về lòng cao thượng và sự bao dung. Hằng, anh không có thương hại em, nhưng mà anh ra sức ám ảnh với ý nghĩ là anh Phùng đã về phá hoại cuộc đời của em. Anh muốn bù đắp cho em, có đúng vậy không? Anh Thành, em xin anh đừng làm như vậy. Em chưa bao giờ oán trách hay đổ lỗi tại anh. Cuộc đời của em ra nông nổi này là do em tự tạo ra. Em phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Anh không cần phải có trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi với cuộc đời của em đâu. Không phải, tất cả là do anh, là lỗi tại anh. Anh Phục anh tệ bạc, nhưng là cho em một đứa con gái thiệt là tuyệt vời. Nghĩ lại ông trời cũng không bất công với em lắm, tuy cực khổ nhưng mà em đang sống những ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Xin anh đừng phá tan đi, xin như từ trước tới nay, như anh với em chưa từng gặp lại bao giờ. Em xin anh đừng tạo nên sóng gió cho cuộc đời của em nữa. Sao lúc nào em cũng hy sinh thân mình, cũng nghĩ cho người khác hết vậy? Gặp lại anh nhưng anh còn thương em, em mừng lắm. Em cũng
muốn ích kỷ ngã vào lòng anh, tìm chút ấm em sau bao ngày mệt mỏi. Nhưng em không thể, em không thể bước qua lời dạy của Tía, thản nhiên hưởng hạnh phúc trên niềm đau của người khác, trước khi bỏ tất cả để đến với em. Anh có nghĩ đến con gái của anh chưa? Có nghĩ đến ba má, bà nội của anh ở dưới quê chưa? Anh chỉ nghĩ tới một mình em thôi. Em xin anh, đừng tạo thêm bi kịch cho cuộc đời. Anh đang có một gia đình hạnh phúc, anh đừng vì em mà phá tan một gia đình nữa. Thương nhau mà không tới được với nhau, cuộc đời này đúng là nghiệt ngã quá. Mà trùng hợp quá vậy. Bởi vậy mới nói, khi anh Thành nói sẽ giới thiệu em vô phòng trà của bạn anh hát, em cứ tưởng là phòng trà nào, ai dè là phòng trà mà em hát trước giờ đó chị. Em đi tới cửa em giật mình luôn. Mà bà chủ đó lúc trước là không có cảm tình với em mà. Đó là trước đây, khi mà chưa biết em là em gái của anh Thành. Em gái của anh Thành? Anh Thành biểu em là xưng hô như vậy cho dễ giới thiệu. Rồi em nói em là em gái của anh Thành, rồi bà chủ bà như thế nào? Bà vui lắm, nhận em vô làm liền, còn cho em hát chính, và hứa với em là sẽ trả lương cho em gấp đôi nữa đó chị. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. Bà chủ nói từ ngày em nghỉ rồi á thì bà mới biết, khán giả cũng thích nghe em hát lắm. Có nhiều khách tới phòng trà, không thấy em là người ta bỏ về luôn à. Cho nên là bà mới chịu tăng lương cho em đó. Vậy là may quá rồi. Tăng lương á thì em sẽ không phải làm vợ của ông Vĩnh Lân nữa. Em đã hứa với anh Thành rồi, em sẽ không quay về đường cũ để cho anh lo lắng nữa đâu. Chị nè, em tính ban ngày em kiếm cái gì đó để làm thêm, ban đêm đi hát tập thêm vài bài hay, lúc đó thì khách mới bo mình nhiều hơn. Em chịu tặng tiện để dành chắc cũng đủ để nuôi con Trinh á. Em tính vậy là cũng tiện đó, nhưng mà thiệt lòng là em không muốn gặp lại anh Thành nữa hay sao? Em nói với ảnh rồi, sau lần này em sẽ không gặp ảnh nữa. Sao vậy em? Vì em sợ. Em sợ sóng gió, em sợ phải xáo trộn mọi thứ lên. Em cũng sợ Thu Trâm. Em sợ trong cơn ghen của người vợ mất chồng, cô ấy sẽ như năm xưa bắt cóc con của em. Em không muốn con Trinh phải khổ vì bí mật cuộc đời bao nhiêu năm nay em cố tình chôn giấu. Hơn nữa, em không muốn mắc nợ cổ. Chính em là người mang đến bi kịch tới cho cổ. Đúng là chỉ có lòng mẹ thương con
thì mới nghĩ xa được như vậy. Má! Má ơi má! Má! Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy con? Sao vậy? Hả? Má giải quyết chuyện này cho con đi. Chuyện gì? Hả? Con đừng có đem má ra hù cậu. Chuyện này con không nói cậu cũng nói à? Trời ơi, cái gì mà cậu cháu sùm vậy hả? Trinh à, hôm nay con không phải tới nhà bạn học nhóm sao mà về sớm vậy con? Học nhóm cái gì chứ? Trai gái thì có. Cậu đừng có nói bậy nha. Con đi học nhóm thiệt chứ bộ. Học nhóm gì có hai người hả? Thì chưa tới giờ học nên con đi chơi chút thôi chứ bộ. Trời ơi, chuyện gì? Hai người cứ ào ào như vậy làm sao mà chị hiểu được? Trinh à, từ từ nói má nghe. Hả? Chuyện gì? Cậu ba đánh con đó. Ừ, thì em lỡ tay đánh con cái à. Ờ, nhưng mà tội của nó á, phải đánh 10 chỗ lông gà mới được. Cậu đánh con Trinh hả? Đó. Má nghe chưa? Cậu ba đánh con như vậy đó. Trời ơi, mà là cái chuyện gì? Sao tôi hỏi không ai trả lời hết vậy? Thôi im đi, để cậu nói. Con dám giành nói với cậu hả? Cậu nói để cậu thêm bớt vô nữa hả? Con nói. Để cậu nói. Con nói. Trời ơi, ai nói cũng được hết. Rồi, con nói đi. Nói đúng sự thật nha. Nói không đúng sự thật là chết với cậu á. Ủa, cậu đi đâu vậy? Tao đi rình thai để bay chứ đâu. Dạ, thưa cậu ba mới tới. Cái này là quán của người ta chứ không phải quán của mày. Tao muốn tới giờ nào kệ tao. Cậu, sao cậu ăn nói với người ta thô lỗ vậy? Sao cực kỳ anh văn bằng mày? Cái gì? Mày im đi. Tao chưa hỏi tội của mày nữa đó. Tội gì? Con có tội gì đâu mà cậu bắt con. Cái gì? Mày còn chối nữa hả? Lần trước bắt gặp mày còn chối đây chối đẩy. Còn lần này, để coi hai đứa bay làm sao chối nè. Ông ngoại với cậu đã dạy con bao nhiêu lần rồi, tại sao con không nghe? Học đòi cái thứ mèo mã gà đồng, hư thân mất nết. Con không có mèo mã gà đồng, cũng không có hư thân mất nết. Cậu á, tụi con bạn bè đàng hoàng chứ bộ. Dạ. Cái gì? Bạn bè đàng hoàng mà hai đứa bay hẹn nhau ra quán nắm tay vậy hả? Ê thằng kia, mày nắm tay cháu tao mấy lần rồi mày? À, dạ. Thôi mệt quá à, con không có nói chuyện với cậu nữa đâu. Đi anh. Ê, hai đứa định đi đâu? Con đi học nhóm. Cái gì? Con đi học nhóm hay đi hẹn hò tiếp? Không được, theo cậu đi về. Con không về. Cái gì? Không có cãi lời cậu nha. Nghe lời cậu đi về. Không về. Con mà không nghe lời cậu đi về á, cậu quýnh con đó nha. Cậu ngon á, cậu đánh con đi. Cậu ba. Lỗi á, là do con rủ Ngọc Trinh ra đây. Con mong cậu bớt giận. Cậu nhận rồi. Em nghe lời cậu. Về nhà đi. Anh tới chỗ học đây. Dạ anh. Thưa cậu cũng đi. Dạ. Mày cũng khôn á. Chứ mà dám hỗn láo, tao quýnh cho mày không còn cái răng ăn cháo luôn á. Đó, má xử chuyện này cho con đi. Cậu ba đánh con, còn chửi bạn của con nữa. Chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi đâu còn gặp bạn bè nữa chứ. Có chuyện gì từ từ nói. Tại sao đánh nó vậy? Đánh vậy còn nhẹ. Cái này mà gặp tía, tía quýnh nát đít luôn cho coi. Tía khác, cậu khác, tại sao so sánh như vậy được? Rồi sao? Bây giờ chị nóng ruột bên con, chị không cho tôi dạy nó luôn đúng không? Một tát tay chị đau lòng. Hay giờ chị để cho nó cái bụng chinh in như chị năm xưa. Như gì? Cậu nói tiếp đi. Sao má không để cậu nói đi? Thì như mấy đứa hư thân mất đó chứ gì. Chữ quan làm khổ cha mẹ, tan nát tương lai, phải lưu lạc phong trần. Cậu không giống như mấy đứa hư thân đó nha. Không giống hả? Mà thân mật với con trai ở nơi vắng vẻ, không bị ta bắt gặp á, không biết hai đứa bay làm chuyện gì rồi. Trinh,
Con còn nhỏ, yêu đương sớm làm gì hả con? Mà đã nói với con rồi, bây giờ con phải lo học trước. Nói một hồi là má tin cậu, nó không tin con chứ gì. Tin sao được mà tin, chuyện rành rành vậy rồi. Cậu không biết á thì đừng có nói bậy. Trinh à, không được hổn với cậu con. Cậu ba muốn tốt cho con thôi mà. Con không có cần đâu. Chuyện con á thì tự con biết. Đời con sướng khổ gì á thì tự con lo. Con không có cần á, người khác phải xen vào. Mày hổn lắm rồi nghe. Ai người ngoài hả mày? Mày lập tức nằm xuống giường cho tao. Không, con có nằm. Trời, tôi hôm nay tao không dạy mày, tao không phải là con người. Nằm xuống mày. Thôi chị tránh ra, cứ để em. Thằng, vì một thằng con trai mà mày dám trả treo với cậu với má hả? Chị hai, chị không dạy nó thì chị để em dạy nó cho. Trời đất ơi, Tứ. Trời ơi, trời ơi, Tứ. Em đã nói rồi, chị không dạy được, để em dạy nó. Mày nằm xuống cho tao. Không, nằm xuống. Không nằm. Nằm xuống chưa? Nghe không? Quay liền hả? Cậu có giỏi hết thì cậu đã chết con luôn đi. Cậu đã é rồi, cậu muốn ai cũng é như cậu hết hả? Đồ mất dạy. Dám nói gì? Dám nói gì hả? Má còn đứng đó nhìn người ta đánh con nữa hả? Cái gì? Người ta nào? Người ta nữa hả? Người ta nào? Người ta? Người ta nào? Đánh nữa mà. Trời ơi. Thôi đi. Má bên cậu mà không bên con. Con không cần nữa. Con ghét má. Trinh ơi. Trinh. Trinh. Chị. Chị kể nó đi. Nó đi, nó tự biết về. Chú. Ờ, chú. Hả? Ờ, hả? Sao? Con hỏi cái gì? À, con hỏi là sao lần nào con gặp nạn chú cũng tới kịp lúc vậy? À, thì chú quan tâm con, cho nên chú muốn theo bảo vệ con. Quan tâm bảo vệ con? Bộ không lẽ chú rình con hả? Chú chỉ chọc con thôi. Chắc tại là chú cháu có duyên, cho nên là lần nào chú đi ngang cũng ngay lúc con gặp nạn. Trời tối rồi, sao con không về nhà đi mà ra đây ngồi mình nên vậy? Con gái ngồi một mình ở đây nguy hiểm lắm đó. Tại con giận má con rồi, tính bỏ nhà đi luôn, con không thèm về nữa. Giận má con hả? Bỏ nhà đi luôn hả? Ừ. Coi bộ chuyện này nghiêm trọng lắm đây. Dạ, nghiêm trọng lắm. Đi gấp như vậy chắc là con chưa ăn cơm chiều đúng không? Con đói bụng rồi chứ gì? Vậy thì bây giờ ra xe đi, chú chở đi ăn nhà hàng nha. Ủa, chú đi xe hơi hả? Từ trước tới giờ chú không biết đi xe đạp, chú chỉ đi xe hơi thôi à. Thôi mình đi con. Ủa mà chú ơi, chú làm nghề gì vậy? Chú là ông chủ, làm ăn lớn phải có xe hơi chứ con. Dạ, nhưng mà má con dặn không có được đi với người lạ. Má con dặn như vậy là đúng rồi, nhưng mà chú có phải là người lạ đâu. Hôm trước á, con thấy chú nói chuyện với má con rồi mà. Chú đã giúp con 2 lần rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng thì còn lạ gì nữa. Đi, bây giờ đi theo chú. Mình vừa ăn vừa kể chú nghe là con dặn má con chuyện gì. Dạ. Mình đi. Ông đi rồi, đi rồi. Cô May nè. Mày mốt quá mà có mấy vụ làm ăn này kêu em nha anh hai. Không phải lúc nào cũng có đâu. Ê nghe dặn nè, đừng có bếp xếp nghe chưa. Dạ. Má ơi, hồn má có linh thiêng, xin phù hộ cho con Trinh bớt giận mà quay về. Cầu mong cho nó đừng có bị gì hết. Nó có bị gì con sống không có nổi đâu má ơi.
Chị à, chị sao tìm thấy nó không hả chị? Chị đi hết mấy cái chỗ mà em đã nói chưa? Chị đi hết rồi, nhưng mà mấy đứa bạn con Trinh nói là không biết nó đi đâu hết trơn á. Chị ở nhà chờ, để em đi kiếm nó. Hằng, em đi đâu? Kiếm đâu bây giờ? Những địa chỉ mà em dặn á là chị đi kiếm hết rồi. Em không biết nữa. Bây giờ ở nhà em không có yên tâm, em phải đi tìm nó. Em không có được khỏe như vậy, em đi đâu? Thôi em đi đây. Hằng, Hằng à, nghe lời chị, em phải đi kiếm nó. Thôi em đi, em phải đi kiếm nó. Mấy chỗ chị dặn á, em đi kiếm hết rồi. Trời ơi, từ đó giờ con Trinh không có đi khuya như vậy hết. Chắc là nó xảy ra chuyện gì rồi. Trinh ơi, con đi đâu vậy hả Trinh? Chị đừng có lo quá, chắc là con Trinh nó ngủ nhà bạn đó chị ơi. Khuya rồi, không lo sao được chứ. Mà cái gì cũng tại cậu hết. Dạy cháu cũng phải dạy từ từ, nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà con đánh nó. Nhiều đó tuổi mà lớn hả chị? Hư thân mất nết, không đánh á làm sao mà dạy? Con đánh nó thì về nhà mà đánh, cậu đánh nó trước mặt bạn của nó xấu hổ là đúng rồi. Cậu có biết từ trước tới giờ một câu nói nặng không nói với nó cậu có biết không? Thì bởi vậy mới nói, mới nói có vài câu à là đông đổng bỏ đi đó. Giờ chị trách em hả? Tôi không trách cậu thì tôi trách ai đây? Nó mà có bề gì thì cậu chịu trách nhiệm hết đó. Chị hai, em cũng là gì muốn tốt cho con Trinh, muốn tốt cho cháu em thôi. Nó là con của chị, chị biết dạy, chị không cần cậu. Bây giờ chị nhất định bên con, chị giữ em hả? Thôi thôi, hai chị em đừng có gây nữa, lo tìm bách kiếm con Trinh về đi. Cái gì cũng tại cậu hết. Nếu con Trinh không bị lạc thì nó đâu có bỏ nhà đi. Tại lắm nó hoài không bỏ, cứ muốn xen vào chuyện của người ta. Chị nói em xen vào chuyện của người ta? Chị nói em tài lanh. Được rồi, em của chị đúng là tài lanh mà. Tài lanh đến nỗi á, nửa đêm phải đón xe lên để báo tin cho chị. Tài lanh đến nỗi á, bỏ công ăn việc làm để đình hai đứa yêu nhau. Nếu mà em không nghĩ tình máu mủ ruột rạ thì em không tài lanh vậy đâu. Nhưng mà con không biết cách dạy, con làm tổn thương nó. Được rồi, nếu chị nói như vậy á thì cho em xin lỗi. Em lỡ dạy một lần đánh con vàng con ngọc của chị, kể từ nay trở đi tôi không can thiệp chuyện nhà của chị nữa. Tứ, cậu Tứ, cậu Tứ à. Trời ơi, tối nay con ngủ đỡ phòng này nha. Phòng đẹp quá, phòng này của cô hả? Đâu có, phòng của cô chú á, bên kia. Phòng này á, chú để dành cho con chú đó. Ủa, vậy con có chú đi đâu rồi cô? Chuyện dài lắm, mà con muốn nghe không? Dạ muốn, nhưng mà con sợ chú la quá. Chú không có la đâu. Nếu con muốn á, thì tối nay cô sẽ qua ngủ với con. Con chịu không? Ủa, rồi cô không ngủ với chú hả? Có sao đâu, lâu lâu cho chú ngủ một mình, cô thích ngủ với con hơn. Bây giờ con ở đây nha, cô về phòng cô lấy đồ đẹp cho con tắm nha. Dạ. Alo. Anh Thành ơi, là em đây. Hả? Lại Hằng. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên làm phiền anh lúc này, nhưng mà em lo quá, em sợ quá anh ơi. Ngoài anh ra em không biết phải nhờ ai hết đó. Lại Hằng, em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì nói cho anh nghe, anh nghe không rõ. Con Trinh nó mất tích rồi anh ơi. Em lo quá, em không biết làm sao hết. Cái gì?
mất tích à? Mà sao mất tích vậy? Nè, em bình tĩnh đi. Ở yên đó, anh tới liền. Dạ. Vậy nha. Riêng chuyện lớn như vậy mà tại sao không thưa với nội một tiếng? Hay là bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, thành thầy thành ông rồi, nên không có coi nội coi cha mẹ ra gì hết, có đúng không? Dạ thưa nội, con không dám. Không dám hả? Mà con lại làm như vậy? Con từ bỏ vợ con của con mà con cũng không báo qua cho bà nội và ba má biết một tiếng, tại sao vậy Thành? Dạ, con không dám tự quyết đâu má. Không dám tự quyết, tại sao con bỏ nhà đi? Thưa nội, con muốn ở một mình để bình tâm suy nghĩ lại. Vậy con suy nghĩ xong chưa? Cho nội biết được ý định của con là sao không? Dạ con... Con sao? Con là sao? Dạ thưa nội, ba má, con không thể nào sống với một người vừa độc ác vừa thủ đoạn như vậy được. Con hiểu lầm rồi. Con Trâm nó không làm gì hết. Mọi chuyện đều do má bày ra. Má cũng vì quá thương con mà cạn nghĩ. Chuyện này trước mặt anh chị xui, má đã nhận lỗi rồi. Còn bây giờ má thật lòng xin lỗi con đó Thành. Nè, con không phải xin lỗi thằng Thành như vậy đâu. Nó là rể, cũng như là con của con rồi. Cha mẹ có sai, con cái cũng không có quyền phán xét mà. Huống chi trong chuyện này, thằng Thành cũng là người có lỗi một phần. Nếu nó không chìm đắm u mê trong tình cảm với Lệ Hằng mà bỏ bê Thu Trâm, thì con đâu có làm như vậy. Tiến Thành, nghe nội hỏi nè. Con nhất định xé hôn thú với Thu Trâm, vậy con suy nghĩ kỹ chưa? Con có biết rằng năm nay là Hạnh Nga thi vào đại học nè. Nếu mà nó biết chuyện này, nó sẽ đau khổ biết chừng nào. Anh Thành à, con của mình nó đang tuổi mới lớn, cho nên rất dễ nông nổi lệch lại. Em xin anh, anh không thương em cũng được, anh muốn bỏ em cũng được, nhưng anh hãy thư thả cho con của mình nó qua giai đoạn khó khăn này. Em năn nỉ anh đó anh Thành. Trời ơi, chỉ vì một chữ tình mà làm khổ mình, khổ biết bao nhiêu người. Tại sao u mê cố chấp như vậy hả con? Hả? Đã bao nhiêu lần từ bỏ rồi mà vẫn không bỏ được. Rồi bây giờ con đành bỏ hiếu, bỏ nghĩa, bỏ thâm tình ruột thịt, chạy theo đứa con gái. Như vậy có đáng không hả Thành? Thành à, con đã làm cha rồi, con cũng hiểu lòng cha mẹ thương con ra sao mà. Má, năm đó cũng vì quá thương con Trâm mà gây ra chuyện lớn. Con muốn trách làm sao má cũng nghe hết. Má cũng sẽ lãnh hết tội Thành à. Mọi người đã cạn lời rồi, bây giờ quyền quyết định là ở nơi con đó. Nội không, mà ba má cũng không có ép con. Chữ hiếu, chữ tình, chữ nghĩa giữa con gái con và Lệ Hằng, con chọn đi. Ba cho con quyền quyết định đó. Hạnh Nga nó thương anh, kính trọng anh và tự hào về anh như thế nào anh biết mà. Em xin anh, anh đừng đập tan lòng tin của con. Cô
con sẽ quên Lệ Hằng. Giờ con cũng xin mọi người đừng ai làm bất cứ điều gì để cô ấy phải tổn thương nữa. Hãy buông tha cho cô ấy. Lần trước á, con cũng đã hứa với gia đình như vậy rồi. Vậy mà thôi được rồi, bây giờ con nói á thì bà nội và bà má tin con. Nhưng con đã hứa thì con phải giữ lời. Con mà còn qua lại với Lê Hằng nữa thì ba má sẽ không nhìn nhận con đâu. Em cũng muốn quên đi bóng ma đó để trọn lời hứa với anh, nhưng anh lại là người phá đi giao ước. Chuyện này là anh ép em thôi. Hằng, em có sao không? Không, không. Anh Thành à, thật ra nửa đêm em không muốn làm phiền anh một chút nào hết. Nhưng ngoài anh ra em không biết phải nhờ ai. Em xin lỗi. Hằng à, em đừng nói mấy lời khách sáo đó. Con của em thì cũng như là con của anh vậy. Nó gặp nạn thì làm sao anh không cứu được chứ. Em à, em khóa cho ấm đi. Anh nghĩ là trong công viên này tìm không có đâu. Hay là mình ra đường phố đi. Ra ngoài đi, anh chở em đi tìm tiếp nha. Dạ, mình đi đi anh. Hằng, Hằng ơi, Hằng, Hằng, em có sao không? Hằng ơi, Hằng, Hằng, Hằng. Cứu tôi với! Mở cửa! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Cứu tôi với! Mở cửa! Mở cửa ra! Mở cửa! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mở cửa! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Có ai không? Mở cửa ra! Cứu tôi với! Làm ơn! Cứu tôi với! Ông là ai? Cô là ai? Dạ, con là Ngọc Trinh. Ngọc Trinh? Có phải má của con là Lệ Hằng không? Dạ, đúng rồi. Ông biết má con hả? Ngọc Trinh, đúng là con rồi. Con giống y hệt như má của con vậy đó. Cuối cùng ông cũng tìm ra được má con của con rồi, Ngọc Trinh. Ủa, nhưng mà ông là ai? Ông là... Ra đây. Con có phép lịch sự không? Tại sao chưa hỏi ý cô mà dám mở cửa phòng của ông hả? Dạ, tại con nghe ông la quá, còn tưởng đâu là ông cần sự giúp đỡ. Cô xin lỗi cô. Không sao, cô không có trách con đâu. Nhưng mà lần sau á, không có được mở cửa phòng ông như vậy nữa. Ông á là ông bị tâm thần, nên cô lo là ông làm tổn hại đến con thôi, hiểu không? Ông bị tâm thần hả cô? Sao hồi nãy con nghe ông nói chuyện rất là tỉnh táo, đâu có giống như là mấy người bị tâm thần đâu. Thì ông lúc tỉnh lúc mê. Thôi, con xuống dưới ăn sáng đi, chú đang đợi đó. Dạ.
Con có sao không cô? Cô đi từ từ thôi, coi chừng té đó cô. Được rồi, cô cảm ơn con. Cô tự đi được rồi. Dạ. Sao con không về chuẩn bị đi học đi? Không sao đâu cô. Con đã hứa với chú Thành á là sẽ đưa cô về nhà an toàn rồi mà. Lên xe đi cô. Con đưa cô về nhà. Xe con để ở ngoài hả? Dạ. Mà cô đừng có lo, chú Thành đã nhờ người á loan tin tìm kiếm em Trinh rồi. Mình về cô. Để con dìu cô. Cô thấy trong người cũng được khỏe hả cô? Cô đi từ từ thôi. Để con dìu cô nha. Em về rồi hả? Em khỏe chưa? Em không sao mà không tìm được con Trinh gì à? Tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, không có gì đâu dì. Thôi, vô đi em. Má! Trinh! Trinh ơi! Trời ơi! Con ơi, con biết là má lo lắm không hả con? Hả? Con đi đâu vậy hả? Ủa? Anh cũng ở đây nữa hả? Em còn hỏi nè hả? Tại em bỏ đi, cô lo lắng rồi bệnh nên phải vô nhà thương đó. Cô không có sao hết á? Có sao không má? Má có sao không? Không có sao. Gặp lại con má vui rồi. Con không sao là má mừng lắm rồi. Con xin lỗi má, tại con nóng quá nên mốt con không dậy nữa. Không sao, không sao đâu. Con của má, con về nhà an toàn là má vui rồi. Đi, vô, vô nhà đi. Vô đi con. Dạ. Vô đi con. Con xin lỗi má nha. Thì ra là em ở đây quét dọn. Đưa đây. Em lì ghê vậy đó, không có chịu nghe lời gì hết. Thiệt tình á, em thấy khỏe rồi mà. Tại vì em thấy khỏe rồi, muốn vận động tay chân một chút, chứ không phải muốn cãi lời chị. Đúng là em khỏe hơn rồi, chứ mà hôm qua lúc cậu Giang đưa em về đó, thấy em xanh xao hốc hác, làm gì hết hồn luôn đó. Tại vì em thấy vui trong lòng nên là mới mau khỏe vậy đó chị. Chị đã nói rồi, con Trinh nó không dám bỏ nhà đi luôn đâu. Bây giờ em tin chị chưa? Em tin rồi, nhưng mà em mừng là mừng chuyện khác. Vậy em mừng chuyện gì? Mà thôi, em ăn cháo đi. Ăn rồi nói. Không thôi, cháo nguội hết đó. Chị nè, em mừng á là vì thấy con Trinh biết chọn người yêu. Ý em nói là cậu Giang đó hả? Dạ. Lúc đầu em nghe cậu Tứ kể, em chỉ sợ con Trinh quen phải đứa nhà giàu ăn chơi đàn đúm. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, em thấy cậu Giang đó cũng hiền lành, dễ thương. Cậu ấy lễ phép, biết chuyện, mà lại có quy với con Trinh nhà mình. Lúc em ở trong phòng, chị Trình bên ngoài nghe cậu ấy la con Trinh nhà mình, chuyện nó bỏ đi làm em lo lắng. Con Trinh lúc đó ngồi im ru, không dám cãi một câu luôn. Nghe chị nói vậy em càng yên lòng hơn. Mà Lệ Hằng, hôm đó em đi với Tiến Thành, rồi sao mà cuối cùng cậu Giang lại đưa em về vậy? Anh Thành ảnh nhờ Trọng Văn, vì tới giờ anh phải về chở con đi học. Tiến Thành cũng có trách nhiệm với gia đình quá ha. Vậy mà lúc trước á, cứ đòi ly dị vợ để cưới em. Tụi em đã nói hết mọi chuyện với nhau rồi, từ nay không nhắc tới chuyện tình trai gái nữa. Anh Thành cũng hứa với em từ nay sẽ sống trách nhiệm với vợ con mình. Ủa, vậy là sao? Bộ cô ấy hết thương em rồi hả? Đàn ông đúng là mau thay lòng đổi dạ mà. Dạ, cảm ơn.
Cô bán cho tôi gói xôi đi. Cả rồi, cô biết cà phê xong rồi. Tôi đi chợ chưa? Xin lỗi cô Hai ơi. Ờ, chở tiêu qua hai con đường này này nha. Anh nghe người ta bàn tán xì xầm mà anh không có tin, nên anh mới tìm đến đây để coi nè. Sao em ra nông nỗi này vậy Lê Hằng? Dạ anh có một chút để gửi cho em. Em cầm số tiền này đi Lê Hằng. Em nói đi, tại sao em lại ra nông nỗi này? Không phải là em đang sống êm ấm với Tiến Thành sao? Ly cà phê của bà chủ. Em với anh Thành bây giờ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Đúng là tình bạc bẽo mà. Vì mà lúc gặp anh, hắn nói có vẻ tha thiết lắm. Nếu với hắn mau chán chê hắt hủ em như vậy, anh không đời nào nhường em cho hắn. Cuộc sống của em bây giờ khó khăn lắm hay sao? Dạ không, mẹ con em vẫn đủ sống. Em đừng có giấu anh. Nhìn em kìa, mới mấy tháng không có gặp mà em tiêu tiêu như vậy. Em cũng vậy thôi, đâu có gì thay đổi đâu. Bán xôi đi, anh sẽ lo cho em. Em cảm ơn anh, nhưng mà thôi, đừng dối lòng nữa mà. Anh thật lòng thương em mà. Cho anh cơ hội chăm sóc em nha. Thầy Bối nói em với anh học tuổi nhau, em về làm vợ anh thì mọi chuyện làm ăn của anh sẽ phất lên như diều gặp gió. Căn nhà hôm trước em ở, anh vẫn chưa trả. Em về đó ở đi, rồi anh sẽ trả lương cho em như trước. Chồng nữa. Từ nay anh đừng tới gặp em. Tiền xôi của anh đây, em trả lại anh. Em bán tiếp đây.